Okay, my greetings to all. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. So today we will have a few minutes for the meditation session. Then I will answer the questions that what you have asked. Maybe I could not finish the all the questions, but at least I will try to answer that as much as I can. Hôm nay chúng ta sẽ dành vài phút đầu cho một buổi thiền trong vòng vài phút, và sau đó tôi sẽ trả lời những câu hỏi về thiền đã được gửi lên. Có thể tôi sẽ không trả lời hết được tất cả những câu hỏi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trả lời với những ý chính và đầy đủ cụ thể cho từng câu hỏi. So we will do the meditation as we did the last time. What you have to do is a sitting position. Back should be upright, shoulder should be straight. Then if you're sitting on the ground, it's also fine. If you're sitting on the chair, it's also fine. So few minutes that we will do meditation. So you just concentrate or focus on your breath, what the breath, what you inhale or exhale, just concentrate on the breath. Chúng ta sẽ thiền trong vài phút như tôi đã hướng dẫn trong những buổi hôm trước. Và lần này thì chúng ta có thể ngồi trên ghế cũng được, hoặc chúng ta có thể ngồi dưới sàn. Và khi ngồi như thế thì chúng ta nên nhớ rằng hãy giữ cho tư thế ngồi được thẳng, với lưng thẳng và vai thẳng và đầu hướng về trước. Xong rồi chúng ta hãy vào và thở ra thật đều và chậm rãi, tập trung vào hơi thở của mình. Chúng ta thiền như vậy trong vòng vài phút. So the sitting position is same as before. You just keep your back upright, shoulders straight. Then you just focus on your breath. Just what you focus on the breath, what you inhale or exhale the breath. Chúng ta hãy nhớ rằng nên giữ cho tư thế ngồi của mình được thẳng, với lưng thẳng và vai cũng giữ cho thẳng. Lúc mà chúng ta hít vào và thở ra, chúng ta hãy tập trung vào hơi thở của mình.
Okay. Now we will start for the question answer session. So I have received the questions. So I will answer for the questions what I have received. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần trả lời câu hỏi. Tôi đã có nhận được một số câu hỏi trong cái phần thực hành thiền và bây giờ tôi sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi này. Yeah, the question is that the first question is asked about it's asked about that when you meditation and the deep breath, does it mean we should inhale or as long as we can? After deeply inhale, should we hold our breath some seconds for exhale? Câu hỏi đầu tiên đó là thở sâu có phải là thở dài nhất có thể không? Khi thở vào có cần nín thở trong vài giây trước trước khi thở ra hay không? So when you are meditating and when you are meditating, so what you can do is that when you meditating on the breath, inhale or exhale very normally. You don't have to inhale or exhale as long as you can. Just inhale or exhale very normally. And you don't have to hold the breath at all. Trong lúc mà mình thực hành thiền, tập trung vào hơi thở thì mình cứ thở tự nhiên giống như là bình thường mình thở. Không cần phải hít vào một hơi thật dài, dài nhất có thể, không cần phải làm như vậy. Và cũng không cần phải giữ hơi thở, cũng không cần phải nín thở vài giây rồi mới thở ra, mình cũng không cần phải làm như vậy. Cứ thở theo nhịp thở bình thường, tự nhiên. Yeah, you have to just inhale or exhale the breath very normally. Just try to focus on your breath very normally. That's also very fine. Chúng ta không cần phải hít một hơi quá dài hoặc là chúng ta cũng không cần phải nín thở trước khi thở ra. Cứ thở theo cái nhịp thở bình thường của mình. And now there's another question. It's asked that while the practicing meditation, I fall asleep. Can you guide the how to overcome it? Câu hỏi kế tiếp đó là khi mà thực hành thiền thì bị buồn ngủ và bị buồn ngủ thì làm sao để có thể xử lý được tình huống đó? Yeah, I always say the one thing that when you meditate and fall asleep, that's a good. Many people, they cannot get asleep. So I used to tell a joke that when you meditate and when you fall asleep, that's a good. That means that you are relaxing. Tôi vẫn thường hay nói đùa rằng nếu mà chúng ta thiền mà mình bị ngủ gục, bị ngủ gật hoặc ngủ quên thì điều đó là tốt, bởi vì ngủ được là tốt. Có nhiều người nói với tôi rằng họ bị mất ngủ và họ hỏi tôi làm sao để có thể ngủ được bình thường. Cho nên nếu mà chúng ta thiền mà chúng ta ngủ được thì như thế là tốt. Yeah, so now the one thing is that when you meditate, when you fall asleep, one thing is you just stop the meditation and you just wake up and do some scratch, you just stretch your bodies, then again you can keep the continuation of meditation. When you're falling asleep while you're doing the meditation, then you have to stop for a few minutes. Nhưng mà nói về cái cách để mình có thể vượt qua được cái cơn buồn ngủ trong lúc mà thiền đó là nếu mà lúc mà thiền chúng ta cảm thấy bị buồn ngủ hoặc là ngủ gật thì mình hãy đứng dậy và thư giãn cơ thể mình, làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái, mình ngưng không thiền trong vòng vài phút, thì trong vài phút đó mình hãy thư giãn, thả lỏng cơ thể, làm cho tinh thần được tỉnh táo, cơ thể thoải mái, xong rồi sau đó hãy thiền tiếp trở lại. And also someone asked that how long they have to do the meditation for daily.
So daily, maybe you can do meditation for 10 minutes, 20 minutes. That depends on your time. When you have more free time, you can do the more meditation. When you have a less free time, you can do the 10 minutes. Also very good for daily. Dạ vâng, một câu hỏi kế tiếp đó là trong một ngày thì nên thiền bao lâu thì thích hợp? Thì thầy trả lời rằng trong một ngày thì chúng ta nên thiền từ khoảng 10 đến 20 phút là phù hợp, tùy vào khoảng thời gian trống của mình. Nếu mà mình có thời gian rỗi nhiều thì mình có thể thiền từ 20 đến 30 phút. Nếu mà mình có thời gian rỗi ít hơn thì mình có thể thiền khoảng 10 phút mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian phù hợp. Yeah. So yeah, so it depends up to you. So most important thing is that when the people do the meditation, they always feel they have to sit front of the Buddha's altar or the Buddha's statue. That is not necessary. When you do the meditation, you can do the meditation wherever you feel free, wherever you want to do. Even when your office place or the workplace, you can close your eye and concentrate on your breath. That you can do just for the 1 minute, 2 minutes. That's also very fine. Khoảng thời gian chúng ta có thể thiền trong vòng trong một ngày đó là phụ thuộc vào cái lịch của chúng ta làm việc trong một ngày và phụ thuộc vào cái khoảng thời gian thuận tiện của mình. Và có một số người nghĩ rằng khi mà thiền thì mình nên ngồi trước bàn thờ Phật để mình thiền. Như vậy, cũng nếu mà nghĩ như vậy thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì nếu nói đến thiền thì chúng ta có thể thiền ở bất cứ nơi nào cũng được. Và nếu mà thiền thì chúng ta cũng có thể thiền ở bất cứ khoảng thời gian nào mà mình trống. Ví dụ như mình có thể thiền vào giờ rỗi ở trong cơ quan, ở trong chỗ làm việc, và mình tận dụng thời gian đó để thực hành thiền. And sometimes when you try to concentrate or meditate, but still if you find very difficult because your mind is getting distracted, you can do one thing. You can sit and close your eye and try to count from 100 to backward. That means from 100, try to mentally count from 100, then backwards, 100, 99, 98, 97, like that to backwards. Or you can count from the 50 to back up till the zero. That you can do. Just mentally count the numbers from 50, 49, 48 and up till the zero. Toward backward. Và lúc mà mình ngồi thiền đó, mình cảm thấy mất tập trung, không thể nào tập trung được vào cái đối tượng mà mình cần thiền. Thì khi đó hãy ngồi thư giãn, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, và khi đó mình hãy đếm từ 100 xuống tới 0, chúng ta đếm ngược, có nghĩa là mình có thể mình đếm từ 100, 99, 98, 97 vân vân, đếm ngược xuống tới 0, hoặc là có thể chọn đếm từ 50, đếm ngược xuống tới 0, để mình dùng phương pháp đó để giúp mình có thể tỉnh táo tập trung trở lại. So now there is another question asked about hand position. Hand position that have to put the right hand above the left hand. What the meaning of the hand position? So last time when I told you that the hand position should be like this, generally this position called the meditation position. Câu hỏi kế tiếp là nói về cái thế tay. Với thế tay có nhất thiết phải đặt tay phải lên tay trái hay tay trái lên tay phải cũng được? Ý nghĩa của việc đặt thế tay này. Thì đối với câu hỏi này, thì thông thường trong khi thiền người ta thường sử dụng thế tay này bởi vì cái thế tay này gọi là thế tay thiền định, tay phải đặt lên tay trái. And also the importance of that position or the meaning of that position is that this hand position you should keep front of the navel point, because in navel there is a one energy point for navel part, energy point. So also if that is the meaning or the symbolizing to activate the energy point of the navel chakra. So that should be from straight front of the navel point. Và với thế tay này, với tay phải đặt lên trên tay trái thì thông thường khi ngồi thiền chúng ta sẽ để
hai bàn tay như như vậy và đặt ở trên đùi mình ngay ngang trước rốn, bởi vì trong cơ thể mình có những điểm năng lượng chính yếu, thì ở ngay rốn sẽ có một cái điểm năng lượng chính, và khi chúng ta đặt thế tay như vậy ngay trước rốn thì sẽ làm cho kích hoạt cái điểm năng lượng chính yếu ngay chỗ rốn đó, thì đó là ý nghĩa của việc chúng ta đặt thế tay như vậy, và chúng ta đặt ngay trước rốn của mình trong lúc mình ngồi thiền. And another question is that ask the why we have to close the eye while we are doing the meditation. Câu hỏi kế tiếp đó là thưa thầy, cho con hỏi vì sao phải nhắm mắt khi thiền? Actually, we don't have to close the eye. If you close your eye, then you can meditate better. So that's why I suggest you to close the eye. Thực ra thì chúng ta không cần phải nhắm mắt khi thiền, nhưng mà khi mình nhắm mắt thì sẽ giúp cho mình được tỉnh táo mà tỉnh táo và dễ tập trung hơn trong lúc thiền, cho nên tôi khuyên các bạn hãy nhắm mắt khi thiền. So one question you asked that when you meditate in the office place, people will look at you, and will have any bad effect on your practice when you're meditating in the office and the sitting position like that, sitting and the people's when you look at you, and will that have any bad effect on your practice? When practicing meditation in the office during the lunchtime. So you are saying that you cannot focus and you worried about that the people will looking at you and that it will cause any bad effect. Dạ, câu hỏi kế tiếp đó là khi thiền ở công sở hoặc nghỉ trưa vài phút, thường thì con sẽ không thể hoàn toàn tập trung được vì sợ người ta nhìn thấy. Như vậy có ảnh hưởng gì không tốt không? So when you're practicing in the office place, so it find a little bit difficult to keep like this hand position, just then you can just relax and sit and just close your eye and sit like that. You don't have to keep the all this hand position. If you're worried that the people might look at you, then just close your eyes and just sit like that. And nếu mà maybe trong other people look at you, they might think that you are taking a nap. Nếu mà trong công ty, trong công sở, khi mà mình nghỉ trưa và mình thiền như vậy, nếu mình sợ, mình ngại vì người ta nhìn thấy, thì khi đó mình chỉ cần ngồi thẳng và nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở mình thôi. Tay vẫn để bình thường, không cần phải đặt thế tay như hướng dẫn. Khi đó mọi người nhìn có thể nghĩ rằng mình đang thư giãn và mình đang nghỉ trưa. So now there's one question said that I started the practice meditation year ago, and the later on I heard the sound I in my head till now. That sounds make it difficult for me meditate. What is this and what should I do? Câu hỏi kế tiếp đó là thưa thầy, con xin hỏi cách đây một năm con có tập thiền và sau đó con bị tiếng kêu y y trong đầu đến tận bây giờ khiến con khó thiền, như vậy là sao ạ? Yeah, it's very fine if the sounds come I if sounds come, just let it come. You don't try to reject the what the sounds comes in your mind. When you more try to reject, you will feel more difficult. Whatever sounds comes in your mind, just let it be there. Nếu như chúng ta thiền và thời gian chúng ta nghe cái tiếng động ở trong đầu mình giống như cái câu hỏi này, thì chúng ta cũng cứ để cho nó xảy ra, không cần phải cố gắng để đánh đuổi nó ra khỏi tâm trí mình, bởi vì khi mình càng cố gắng để đuổi nó ra khỏi tâm trí mình thì khi đó sẽ càng gây khó khăn hơn cho tâm mình, không thể nào tập trung vào cái thiền của mình được. Cho nên nếu có xảy ra thì vẫn cứ hay để cho nó xảy ra, không cần phải dùng sức để đuổi nó đi. Right now you are saying the sound I is coming in your head. I hope that later on the sound we comes in your head. Dạ, thầy nói rằng
Bây giờ mình nghe cái tiếng y y tiếng Anh có nghĩa là ai ai nghĩa là tôi. Nếu mà nói như vậy thì nghe tiếng tôi trong 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 đầu lúc mình thì thấy hy vọng rằng sau này khi chúng ta thiền thì chúng ta có thể nghe được tiếng we we tiếng Anh là we nghĩa là chúng tôi, không còn là tôi, không còn là cá nhân nữa mà sẽ thành là chúng tôi. Whatever I comes in your mind or in your head, let it come, okay? Don't try to resist it. Dạ, do đó có bất cứ tiếng động nào mà mình có nghe được ở trong đầu mình lúc mà mình thiền thì cứ để cho việc đó xảy ra, không cần phải gắng sức để mà đánh đuổi nó đi. Now, one question asked that if I have my meal before meditation session, does it affect the effectiveness of the meditation practice? I might feel sleepy after having meal, so I'm not sure what to do. Dạ, câu hỏi kế tiếp đó là thưa thầy, nếu ăn trước khi thiền thì có giảm hiệu quả của việc thực hành ngay sau ăn không? Có thể ăn sẽ làm dễ buồn ngủ hơn, cho nên con hơi phân vân. So when you do the meditation, if after doing the taking the heavy meal, so it might be cause you the sleep while you're doing the meditation. So what will I suggest you that every Tuesday when we're having the meditation sessions, I will suggest you to take a light meal for every Tuesday, and every Tuesday take a vegetarian meal before you start the meditation. Every Tuesday, vegetarian meal means every Tuesday try to take a vegetarian lunch. Very light vegetarian lunch before starting the meditation. If you want to really have the heavy lunch, then take the heavy lunch after the finishing the meditation session. Dạ, và đúng thật như vậy là nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì sau khi ăn nếu mà chúng ta thực hành thiền ngay thì chúng ta có thể sẽ bị dễ bị buồn ngủ trong lúc chúng ta thực hành thiền, nếu như bị bụng mình quá no, mình ăn quá nhiều trước đó. Cho nên tôi muốn đề nghị một việc, đó là tôi muốn khuyên các bạn chúng ta có thể vào mỗi ngày thứ ba vào giờ trưa khi chúng ta thực hành thiền thì trước đó mình nên ăn nhẹ, và tôi khuyên các bạn nên ăn chay vào thứ ba mỗi tuần trước khi chúng ta thực hành thiền, và chúng ta ăn một bữa ăn nhẹ thôi. Nếu như chúng ta muốn ăn nhiều, ăn cho thật no thì có thể sau khi thực hành thiền rồi mình hãy đi ăn một bữa thật no. Now here the one question says that whenever I practice meditation, I feel pain on the crown and the side of my forehead and my arms are shaking. What should I do? Câu hỏi kế tiếp đó là thưa thầy, mỗi khi ngồi thiền thì con lại bị đau đỉnh đầu, nhức vùng thái dương và run cánh tay, con phải làm thế nào ạ? This issue first I will that I want to make very clear that what type of the meditation when you do. You mean by Đối the với any meditation when you do you feel the pain in the corn? Và đối với câu hỏi này thì tôi muốn làm rõ hơn về ý của người hỏi, đó là mỗi khi ngồi thiền, bạn nói mỗi khi ngồi thiền ở đây thì người đặt câu hỏi này thực hành loại thiền nào? And the generally when you do the meditations and when you're shaking so your hand sometimes it you might when you try to reject too much of the whatever the sensation coming in your body, then you will feel that more strongly. So when you meditate and when you feel the like a feeling like a shaking the body, you try to relax your mind. You try to relax yourself. Or what you can do is, or you can do the meditation with your open mind. Or you can change your body position. Sometimes the body position can also affect. Đối với lại câu hỏi này thì khi mà chúng ta bị đau đỉnh đầu hoặc là nhức ở vùng thái dương khi mà chúng ta thực hành thì nếu như lúc đó tâm của mình càng cố gắng để đẩy lùi cái cảm giác bất cứ cái cảm giác nào mà chúng ta có trong lúc chúng ta thiền, thì khi đó mình sẽ lại tập trung vào cái cảm giác đó, sẽ làm cho cái cường độ của cái cảm giác đó sẽ càng tăng mạnh thêm chứ không giảm đi. Cho nên
Trong lúc chúng ta ngồi thiền mà có gặp bất cứ cái cảm giác nào thì chúng ta cứ hãy để nó xảy ra tự nhiên. Hoặc là nếu chúng ta không chịu nổi cái cảm giác đó thì chúng ta có thể mở mắt ra, hoặc là chúng ta có thể đứng dậy thư giãn cơ thể thoải mái, sau đó chúng ta lại ngồi thiền tiếp. Okay, that's all. Thank you very much. Thank you very much for everyone who participated in the meditation. Yeah, thank you very much. Yeah, đó là những câu hỏi mà tôi đã nhận được, và tôi sẽ hôm nay buổi này tôi sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đã thực hành thiền. And that we started with the 3 or 4 live session of meditation. Then the after that, slowly maybe I will improve. I will just we will go the second stage of the meditation and the third stage of the meditation. Slowly we will go more deeper in the meditation. Up till now we just concentrate focusing on the breath. When you can focus a little better, then we will upgrade it. Chúng ta đã bắt đầu chương trình mỗi tuần một buổi thiền này đã được 3-4 buổi rồi, và chúng ta dần dần sẽ đi sâu vào các cái mức độ, các giai đoạn của thiền. Hiện tại thì chúng ta chỉ mới tập trung vào hơi thở của mình, đó là những bước đầu để chúng ta bắt đầu làm nền tảng cho những buổi sau. Chúng ta sẽ tập trung và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các cái đề mục thiền. Khi đó cái kỹ năng thiền của chúng ta dần dần sẽ được tiến bộ. Okay, thank you very much. Thank you. Dạ. Thank you to everyone. Cảm ơn quý vị. Thank you.